Quỳnh Cung đời thực khác hẳn trên phim, mê xì tài khoe da trắng mịn màng. Sở hữu làn da trắng cùng hình thể cuốn hút, Quỳnh Cung thỏa sức ăn diện theo bất kỳ phong cách nào. Quỳnh Cung là một trong những nữ diễn viên miền Bắc nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả. Vừa qua, cô nàng tiếp tục ghi dấu ấn khi đóng vai chính trong phim Chúng Ta của 8 năm sau. Vào vai cô giáo, người đẹp đã chia sẻ về những điều thú vị trong khâu lựa chọn trang phục ghi hình. Lần đầu tiên vào vai cô giáo trên màn ảnh, Quỳnh rất háo hức và mong chờ. Sau khi nhận được vai diễn, việc đầu tiên Quỳnh làm là tham khảo một số quy tắc ăn mặc của các cô giáo để lên đồ phù hợp với cương vị nhà giáo, nhưng tất nhiên là vẫn phải đẹp nữa. May mắn hơn nữa đó là lần này Quỳnh có sự đồng hành tài trợ của một thương hiệu với những bộ đồ chuẩn công sở nhưng vẫn có cá tính riêng và hợp thời trang. Vì đã có sự tìm hiểu về các nguyên tắc như không mặc đồ xuyên thấu, chân váy qua đầu gối, áo sơ mi có cổ, không đi dép lê, nên Quỳnh cũng đã hình dung sơ bộ được hình ảnh phù hợp. Sau đó, với sự hỗ trợ của bên nhà tài trợ nên Quỳnh cảm thấy lần này vấn đề phục trang rất nhẹ nhàng. Quỳnh Cung lên phim rất nhẹ nhàng, kín đáo. Lên phim là thế nhưng ngoài đời, phong cách của Quỳnh Cung có sự biến đổi đa dạng hơn. Sở hữu làn da trắng nõn cùng hình thể cuốn hút nên nữ diễn viên hầu như chưa từng bị phong cách thời trang nào làm khó. Đặc biệt, nhiều lần cô thử sức chinh phục xu hướng lộ nội y nhưng hầu như chưa từng vướng vào câu chuyện phô phang. Xu hướng mặc với corset trang dạng bra bên trong cực kỳ quyến rũ. Cách mix theo layer thể hiện sự năng động mà vẫn thu hút khó cưỡng. Cũng cách phối này, Quỳnh Cung thử thay đổi khi diện set đồ cùng tông màu trắng và đạt được hiệu ứng tương tự. Kiểu váy để lộ áo ngực tí hon vô cùng duyên dáng. Để phối những mẫu nội y bé con này mà không phô cần có một gu ăn mặc nhất định. Trang phục xuyên thấu luôn là bài toán khó nhưng Quỳnh Cung hoàn toàn biết cách tìm ra lời giải. Người đẹp thường mix áo ngoài và trong đồng điệu, cùng tông màu, từ đó tạo nên tổng thể hài hòa, đẹp quyến rũ. Đây cũng có thể xem như bí quyết phối đồ mà chị em hoàn toàn học lỏm được. Khi xuống nước, Quỳnh Cung cũng tinh tế chọn trang phục không để lộ bất kỳ điểm cơ thể nào. Cách mặc áo và nội y cùng màu sắc được cô nàng áp dụng. Ngoài ra, nhiều lần Quỳnh Cung cũng thường chọn cho bản thân các kiểu váy áo gợi cảm, tôn lên đường cong nụt nà, song cô vẫn có sự trung hòa, chừng mực cho hình ảnh. Đây cũng là điều khiến người đẹp nhận về nhiều lời khen của công chúng. Trang phục áo tắm tôn lên nét đẹp hình thể của Quỳnh Cung. Cô sở hữu số đo hình thể chuẩn chỉnh, gương mặt xinh xắn. Kiểu áo crop top tôn vòng một quyến rũ cũng được cô nàng trưng diện.